cho xem hộ em máy trong đấy ạ.
Thank you.
bận, em bảo anh bây giờ nó sẽ cái gì đấy em bấm thôi. Em bảo là máy có vấn đề, có hiện lên dòng chữ gì đấy, anh vào xem giúp em. Anh bảo từ vâng. Vâng, em bảo vâng mà em vẫn nghe không? Chưa, quả thần lấy chưa đấy, bỏ lấy được cái bôi màu này, bôi màu này, này. Lấy thì phải bôi hết cái màu này đúng không ạ? Lấy được chưa thì này.
Sơn này bắt nhầm thành bắt nhầm lên thành tấn tấn trang video rồi, nên là phải update cái file clip video và lên tên là của cái kênh của Sơn. Khi lúc em vừa lên clip video đúng không, em bảo nhiều tác lên nhưng mà có chữ C chữ V ấy. Đấy, bây giờ cái này nó bị nhiều video lên rồi là phải mình phải làm thêm lại lên. Ý là cái này mới cái tính này mới thêm video rồi ạ? Ừ. Thì mình phải thêm vào cái tab của file ạ. Có qua em ạ. Anh có xem cho em cái máy này đi ạ, em sắp hết like này. Nó có hiện lên mấy cái này này. Em không dám bấm bừa vào. Cái này sắp hết like rồi. Nhảy lại từ đâu? Mình đang nhập rồi. Đây nữa. Lỗi. Clip channel cái gì? Nhầm tay rồi. Đăng nhập tay rồi. Chọn những cái tên của mình. Không đúng kênh một chút bảo rằng trên này sao chọn đúng đi xung quanh. Thì tự dưng nó bị lỗi thôi. Hết.
tiếp không? Thứ hai chuyển đấy. Chị.
Cái này luôn luôn là cái chính này nhá. Cái này bây giờ cái 11
kim rồi. Ok. Rồi lót lại. Em tới thì phải xem ra nó là cái như mấy nhá.
Thank you.
Thank you.
Vâng ạ, em bảo anh biết là nó biết cái gì đấy, em ấn. Ờ, em bảo là máy có vấn đề, có hiện lên dòng chữ gì đấy, anh vào xem giúp em. Anh bảo từ. Bôi màu vào. Bôi màu. Đấy thì phải bôi cái màu này nó lại. Lấy chưa thì phải. Thank you.
Sơn này đồng hành phát nhầm nhất tầm trăm video rồi. Nên là phải update cái file clip video có lên tên là của cái kênh Ngũ Hành Sơn này lên. Lúc em ngồi kia em có tác lên nhưng mà có cái xe xuống đây đấy, bây giờ em nhiều video lên rồi. Là phải làm thêm lại lên. Ý là cái người mới thêm video rồi ạ? Thì mình phải thêm vào cái tab của cái file ạ. Có qua em làm anh có xem cho em cái này ạ? Em sắp hết line này mà không biết được. Nó cứ hiện lên cái này này. Em không ngắm ấn vừa vào. Em không ngắm ấn vào. Mình đang nhập vào cái gì em nhầm kênh rồi. Thì tự dưng nó bị lỗi luôn.
còn thiếu gì chứ. Ngày 23.
30 hả chị? Vậy thì hình em cái kia là nhau tầm 10 hay 20 hả? Hả?